hãy cùng chào đón những thí sinh của bước nhảy ngàn cân. Nhà thiết kế Nga Nguyễn, cô gái có nụ cười rạng rỡ Tố Tố, một cô gái cá tính và độc đáo Ngân An, soái ca Lộc Vương, cô đuôi giày trẻ Mai Trang và hot boy dance sport Thái Sơn, ca sĩ ngàn cân Xuân Lộc, diễn viên kịch nói Thùy Trang và cựu vận động viên judo Ngọc Khánh. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thân. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành.